Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về nhiệm vụ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư. Theo đó, đối với việc triển khai luật đầu tư và nghị định số 31, ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thực hiện nghiệp vụ liên quan tiếp nhận hồ sơ, cấp chứng nhận, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời kiểm soát hạn chế tối đa các dự án có vốn đầu tư thấp thông qua việc xây dựng quy định điều kiện về suất đầu tư trên một đơn vị diện tích đất phù hợp với thực tế địa phương, thường xuyên ra soát và xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không thực hiện đúng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố thường xuyên ra soát và đề xuất điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2020 theo hướng tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.